Xin chào các bạn, hôm nay có một vị khách quay lại mua ủng hộ cái đàn piano bên Hoàng. Hồi xưa cách đây 5-6 năm á, là bạn trai này đã từng mua cây guitar bên Hoàng rồi, thì vẫn nhớ tới bên Hoàng và bây giờ mua piano điện thì quay lại để ủng hộ. Thì bạn đó chat và tụi Hoàng gửi hình đàn qua thì bạn chọn cái cây màu đen và thấy không có ưng cái cây màu R này. Tuy nhiên khi mà qua trực tiếp á, nhìn thấy trực tiếp cái đàn ấy, thì bạn lại thích cái màu R hơn. Màu R là màu rose gold, là màu gỗ hồng đào. À, hồi xưa khi chưa có màu black, màu đen á, thì màu R là màu rose gold này á là bán rất là hot các bạn. Đó, cho nên đây cũng là một cái ý để Hoàng nhấn mạnh cho các bạn là các bạn nhiều khi phân vân về cái màu sắc thì tốt nhất là các bạn cứ đến trực tiếp để xem. Nhiều khi bên ngoài nó lại không có giống trong hình lắm đâu. Mình cứ phải trải nghiệm trực tiếp trên cái cây đàn đó về màu sắc, về âm thanh, về kiểu dáng, mọi thứ. Cho nên là Hoàng vẫn khuyến khích các bạn đến trực tiếp cửa hàng của Hoàng để làm chi? Là để trải nghiệm cái cây đàn. Rồi khi mình mua rồi mình ưng rồi, lúc đó là mình thấy mạnh dạn quyết định lắm. Nhá. Rồi bây giờ tụi Hoàng trên đường đi giao cái cây CLP 675 cho bạn khách ở chung cư. Rồi theo chân tụi Hoàng nha. Đùa cho nó hay.